xu hướng về One Chain, One App hiện tại nó đang dần xuất hiện rồi các bạn. Như mình nhớ là trước đó có một cái video clip nhận định về xu hướng của các Chain Layer 1 mình có từng nói cho các bạn rồi. Như là chúng ta thấy khi các Chain Layer 1 nó ra mắt, nó ra đời thì những cái nhà phát triển tất nhiên là nó sẽ nhìn trước ở trên cái miếng đất của crypto, nhìn trên cái mảnh đất là bây giờ còn cái khu nào mà nó trống không, cái chỗ trống để nó có thể chen chân vào để nó xây dựng một số cái giá trị để kéo người dùng qua sử dụng. Nhưng bản chất là tất cả những cái Chain Layer 1 hiện nay là đều tham lam các bạn. Thằng nào hầu như là cũng đều muốn chứa tất cả những cái ứng dụng ở trên thị trường, đi app, DeFi, NFT, chứa tất cả mọi thứ ở trên cái chain của nó. Dẫn tới là ông thì muốn làm 100.000 TBS ở trên dây, ông khác thì lại muốn làm khoảng 200.000, hay là mày 200.000 còn chậm lắm, tao là 1.000.000 TBS nè. Ví dụ vậy, đẩy cái tốc độ hay là cái chi phí giao dịch càng ngày càng xuống thấp. Mục tiêu là chứa được nhiều nhất có thể trên cái chain đó. Nhưng rõ ràng ở trên góc nhìn của những cái thằng nó làm ứng dụng hay làm protocol đó, thì nó có nghĩ như vậy không? Nó có muốn một cái chain như thế, một cái chain mà nó có thể chứa được tất cả không? Hay là một cái chain chỉ tương thích với mỗi nó hay không? Thì rõ ràng ban đầu khi cái ứng dụng nó tạo ra nó chưa có nhiều người dùng hay là nó còn nguồn lực ít á, thì nó sẽ có thể chọn những cái chain đang có sẵn, những cái mạng lưới mà đang có tốc độ phù hợp hay chi phí giao dịch mà nó cần. Nhưng về sau khi nó có được cái lượng người dùng lớn rồi và cái mạng lưới của nó cần là một cái mạng tương thích cực kỳ với mỗi cái app của nó thôi, thì tất nhiên nó sẽ muốn tùy biến một cái network riêng các bạn để chạy cho mỗi app của nó, có lượng TBS hay là chi phí giao dịch mà nó cần. Đó là lý do tại sao các bạn thấy những ứng dụng gần đây đa số là nó sẽ tìm cách nó phát triển một cái network riêng cho nó bằng một cái dạng layer 3, hay là sử dụng một cái bộ SDK để làm luôn một cái chain layer 2 theo xu hướng của một số cái thằng layer 2 đang đứng đầu hiện nay. Cho nên tính tới thời điểm hiện tại mà những cái thằng nào vẫn có ý định làm những cái chain riêng thì nó sẽ rất khó có thể phát triển ở trong vài năm tiếp theo các bạn. Hầu như là chain riêng layer 1 bây giờ mà làm ra là rất kén người sử dụng. Bây giờ nó có quá nhiều nhu cầu, quá nhiều sự lựa chọn.